Hello, xin chào tất cả các anh em. Chào mừng anh em đến với fanpage siêu thị lồng chim.net. Trong video ngày hôm nay thì siêu thị lồng chim quay cho anh em một cái mẫu lồng. Đây là mẫu lồng cu gáy quả đào Bắc Giang. Kích thước của nó là size 37 cm và nóc của nó thì đan nóc kín ở phía trên. Với cái chiếc lồng này thì đã được xử lý nguyên liệu rất là kỹ rồi. Đấy, nan đã bóng và lên màu vô cùng đẹp. Ở phần phía trên cũng được đan bằng tre anh em nhá, đan tre. Ở dưới là khung mây này, khung mây nan tre, và cái phần ở phía trên cũng được đan bằng tre rất là đẹp. Đấy, đan tỉ mỉ từng từng chi tiết một. Chiếc cầu này thì có cái cầu ở triện ở phía trong lồng kèm với hai cầu phụ ở dưới. Cái khoảng cách đây ở cái phần chân ở dưới là đục rơi này, chân đục đốt trúc, sorry anh em, đây là cái phần ở dưới là chân đục đốt trúc. Cái cửa của chiếc lồng này thì anh em sẽ kéo cái từng chiếc nan, có 3 chiếc nan cửa thì anh em sẽ kéo chiếc nan cửa lên phía trên, có thể bỏ cái phần chốt này ra này, cái chốt này để trong quá trình mà anh em vận chuyển di chuyển thì anh em chốt lại, nó tránh bị rơi cái nan ra. Đấy. Móc của chiếc lồng này được thiết kế theo móc rắn con cò. Đấy, siêu thị lồng chim đang sẵn á. Chỉ còn 3 chiếc thôi. Đó, còn 3 chiếc cho cái chiếc lồng quả đào nóc kín. Kích thước là size 37 cm nhá. Những cái mẫu quả đào hay là những cái mẫu của lồng cu gáy thì siêu thị lồng chim đang sẵn rất là nhiều mẫu. Anh em đặt hàng thì có thể xem qua website siêu thị lồng chim.net hoặc xem ở trên fanpage của siêu thị lồng chim, cũng có rất nhiều mẫu đã được update, và đặc biệt là trên Zalo, số điện thoại là 0984 217 365. Ở trên Zalo thì em đã up rất là nhiều mẫu và thường xuyên là những cái mẫu lồng đang có sẵn, những cái mẫu mới cập nhật liên tục cho tất cả các anh em. Nếu anh em thấy cái chiếc lồng này ưng ý và phù hợp thì có thể liên hệ trực tiếp với siêu thị lồng chim để đặt hàng. Số điện thoại là 0984 217 365 nhé, 0984 217 365 ạ. Đấy, mẫu quả đào nó kín nan khít ở trên. Đó, đây là cái phần cửa. Chiếc lồng này thì dựng rất là kỹ nhá, anh em chơi cái độ bền này cả chục năm không có vấn đề gì đâu. Đấy, rất là cứng cáp. Đây là phần dưới, cái mẹt thì em đang để rời ra đây này. Đó, đang để rời ra nhá. Những cái chiếc lồng quả đào thì rất là tiện lợi cho chim trong quá trình vệ sinh, cũng như là trong một tuần thì mình có thể để cho chim hạ thổ từ 1 đến 2 lần bằng cách là mình bỏ cái phần mẹt ra, đúng không ạ? Mình cho chim tiếp đất trực tiếp ở dưới để có thể lấy được sinh khí từ đất, đặc biệt là những anh em ở vùng quê có sàn đất đấy, mình có thể cho chim ở đấy, nó có thể được nhặt một số các cái chất dinh dưỡng từ dưới đất để nó bổ sung dinh dưỡng cho mình. Còn anh em thành phố thì để mà kiếm cái chỗ mảnh đất mà có đất sẵn ấy thì nó hiếm hoi hơn rất là nhiều, nhưng mà tuy nhiên thì mình vẫn cho chim hạ thổ để trực tiếp mà tiếp xúc với nền. Đó, có rất nhiều các mẫu lồng khác nhau. Ở trong cái livestream này thì siêu thị lồng chim quay duy nhất là một cái mẫu lồng cu gáy quả đào nóc gian, nóc khít kín size 37 cm, để anh em tiện theo dõi. Bởi vì nếu mà like quá nhiều mẫu, anh em nào không xem trực tiếp xem lại thì rất là vất vả để chọn được mình những cái mẫu phù hợp. Chính vì thế mà em sẽ like từng mẫu lồng để cho anh em xem. Giá của chiếc lồng này là 1.450.000 đồng một chiếc nhá. Giá là 1.450.000 đồng một chiếc, và đây là cái mẫu hàng kỹ. Đó, nếu anh em có điều kiện ít hơn thì mình có thể lựa chọn những mẫu lồng vài trăm cũng rất là đẹp rồi. Đấy. Đây cũng là một cái mẫu lồng được rất nhiều anh em yêu thích trong cái thời gian gần đây. Đó là mẫu lồng cu gáy quả đào cán cao. Chào em Hà nha. Mẫu lồng gáy quả đào cán cao, thực tế thì cái chiếc lồng này ngày xưa cán nó cao hơn ấy ạ. Nhưng mà bởi vì những cái chiếc lồng cán cao quá thì trong quá trình vận chuyển đóng gói nó sẽ rất là cao và tốn cái chi phí vận chuyển. Chính vì thế mà cái mẫu này thì siêu thị lồng chim cải tiến cho cái phần cán cao này thay bằng cái móc con cò nhé. Vì sao? Nếu mà chỉ để cán cao hẳn ấy, thì sẽ chỉ có vận chuyển được một số anh em gửi qua xe hay là khách hàng ở Hà Nội thôi. Còn những anh em ở xa thì sẽ rất là tốn cước vận chuyển, mặc dù chiếc lồng nó rất là nhỏ, nó rất là nhẹ. Đó, nhưng mà khi mà đóng thùng vào sẽ tính kích thước đóng thùng, dài nhân rộng nhân chiều cao chia cho 4.000 để ra kích thước quy đổi. Chính vì thế mà càng dài thì nó sẽ phí vận chuyển nó cao. Hôm nay rảnh chỉ livestream sớm. Đó.
Mỗi lồng gáy quả đào càng cao thì siêu thị Lồng Chim hiện tại đang có hai kích thước. Kích thước đầu tiên đó là size 36 cm, và cái kích thước thứ hai như cái lồng em đang nhìn đây, đây là size 40 cm nhé. Size 40 cm. Đấy, mỗi lồng này là size 40 cm, giá là 700.000 đồng một chiếc thôi. Đó, size 36 là 650.000 nhé. Đấy, quay trở lại với cái mẫu lồng cu gáy quả đào Nan Khít này. Em Hà đi làm chưa? Ở Hà Nội đang rét rồi. Đấy, nhưng cái phần móc này cũng rất là cầu kỳ này. Em nhìn thấy là cái móc này. Anh em thấy chiếc lồng này phù hợp thì có thể liên hệ trực tiếp với siêu thị Lồng Chim theo số điện thoại là 0984 217365 để đặt hàng, hoặc comment ngay tại dưới bài viết này số điện thoại, địa chỉ kèm theo tên của người nhận hàng để siêu thị Lồng Chim có thể chốt đơn cho anh em nhé. Đó, mỗi lồng cô gái quả đào Nan Khít này. Đấy, anh em nhìn thấy là phun một cái màu rất là đẹp. Đó, nhìn xa thì như chiếc lồng bằng đồng vậy, và thực tế thì sờ vào nó cũng cứng như đồng, mặc dù đó là những cái nguyên liệu bằng tre thôi, nhưng mà sờ vào vừa có độ cứng, độ dai, độ bền của chiếc lồng như đồng vậy. Đó, đấy là ưu điểm của những cái chiếc lồng mà làm dựng rất là kỹ này, vô cùng chắc chắn luôn cho anh em nhé. Giá các chiếc lồng này 1.450.000 đồng một sản phẩm nhé. Siêu thị Lồng Chim có tặng kèm giỏ thóc đẹp cho anh em đấy, 1.450.000 đồng một chiếc, 1.450.000 đồng một chiếc em nhé. Mẫu lồng cô gái quả đào, đây là mẫu lồng càn cao này, size 40 cm nhé. Mẫu lồng càn cao size 40 cm. Đấy, ở toàn bộ phần trên được đan mây này. Đấy, như anh em nhìn thấy này. Đó, chẻ từ trên xuống dưới và đan vô cùng đẹp luôn. Đó, chẻ từ trên xuống dưới rất là đều tay luôn. Trước đây thì chỉ có size 36 là to nhất thôi, nhưng gần đây thì siêu thị Lồng Chim có cải tiến làm thêm được cái kích thước size 40. Đó, dành cho anh em nuôi cu khách để đuôi, hoặc là chỉ đơn thuần là thích nuôi để đuôi, thì để cái chiếc lồng này thì khi mà chim di chuyển trong lồng là không bị sơ cái phần đuôi ạ. Đấy, bây giờ là bắt đầu ngày làm việc rồi, chúc anh em có một ngày mới làm việc hiệu quả, tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại anh em ở cái live stream sau. Xin chào anh em, đặt hàng thì hãy liên hệ trực tiếp với siêu thị Lồng Chim bằng cách là comment số điện thoại, địa chỉ tại dưới bài viết. À, hoặc là liên hệ trực tiếp theo số hotline 0964 27 85 85. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả anh em.